Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình sẽ lại tiếp tục với thông tin tình hình dịch Covid tại tỉnh Bến Tre. Tính đến sáng ngày hôm nay, ngày 17 tháng 7 năm 2021, có những nội dung như sau. Sáng nay, Bộ Y tế xác nhận Bến Tre thêm 34 ca, nâng tổng số ca được xác nhận tại Bộ Y tế là 147 ca. Và hôm qua, Bến Tre có rất là nhiều nơi là test nhanh trong khu vực phong tỏa. Và thông tin số ca tính đến sáng ngày hôm nay tại tỉnh Bến Tre ghi nhận được là bao nhiêu. Và để bắt đầu cho thông tin chi tiết, mình rất cảm ơn mọi người đã theo dõi mình và đóng góp cho mình. Mình sẽ cố gắng là để cải thiện hoàn thiện hơn. Và những ai đang xem video clip này á, thì vui lòng cho mình cái đăng ký bên YouTube nha. Và những người nào mà đang xem bên Facebook á, thì có cái link ở trên á, thì mọi người bấm để chuyển qua bên YouTube á, rồi bấm nút đăng ký giùm mình. Thì mọi người sẽ nhận được thông báo khi mình có video clip về Covid tại tỉnh Bến Tre mới nhất vô điện thoại nha. Và mình sẽ bắt đầu với thông tin đó là sáng ngày hôm nay Bộ Y tế ghi nhận Bến Tre thêm là 34 ca, nâng tổng số ca được ghi nhận tại Bến Tre là 147 ca. Đây là xác nhận của Bộ Y tế, mọi người phải phân biệt rõ là có nhiều người đặt câu hỏi là tại sao cái số ca mà mình đăng trên trang riêng của mình nó lại là cao hơn số của Bộ Y tế. Giống như hồi sáng này mình thông công bố là Bến Tre sáng nay là có tăng thêm là 14 ca, nhưng mà tại thì giống như là bên Bộ Y tế lại công bố là 34 ca, hai con số nó chênh lệch nhau. Mọi người phải hiểu là số của Bộ Y tế nó sẽ khác với cái số mà mình công bố. Tại vì nhưng mà số của mình công bố sẽ sớm hơn Bộ Y tế khoảng một ngày. Và cái con số mà 34 ca của Bộ Y tế công bố là các trường hợp F1 ở trong khu cách ly nha và phong tỏa. Kết quả xét nghiệm này là kết quả xét nghiệm của ngày 15 tháng 7 chứ không phải là ngày 16 luôn. Huyện Lao Phổ của tỉnh Bến Tre, mình xin lỗi. Và đây là một số hình ảnh mà người ta test nhanh ở trong khu vực phong tỏa tại thành phố Bến Tre ngày hôm qua. Thì để cho công tác chuẩn bị mà test nhanh được an toàn á và nhanh á, thì mình có những một số lưu ý cho các bạn như sau. Cho khi mà đến test nhanh thì trước tiên các bạn phải đi đến test nhanh á, là các bạn mang theo một cái bút riêng. Thì thường nó sẽ test là cái mẫu gộp, mẫu mình không biết là ở đây á, là nó sẽ test cái mẫu gộp hay không hay là test riêng, nhưng mà bạn nên chuẩn bị sẵn khoảng chừng 5 cái viết. Thì thường mẫu gộp nó sẽ là khoảng 5 mẫu, còn nếu không có thì thôi. Nhưng mà bạn nếu mà bạn đi chung với gia đình thì bạn nên đem theo 5 cây viết luôn, hoặc là một cây viết cho gia đình mình xài. Tại mình đừng có dùng cây viết của ở trên bàn thì rất là dễ bị con virus nằm trên cây viết đó, nên khuyến khích mọi người là nên đem theo cây viết riêng. Thì cho và khi mà bạn đi test chung với gia đình mà gặp 5 mẫu thì bạn nên là cho số điện thoại của mình nha, chứ đừng cho số điện thoại của ba mình hay mẹ mình hay là người già bà ngoại gì hết. Tại vì khi mà chỉ có số điện thoại của mình á, thì người ta gọi là xác nhận bị dương tính á, thì mình sẽ nghe máy nhanh hơn. Còn người già thì họ sẽ chậm hơn, nhiều khi họ lỡ mất gọi nhỡ nữa, cho để công tác nó nhanh hơn. Đừng có để cái gì mà bất trắc xảy ra. Cho nên khi mà lấy số điện thoại mà ghi á, mình nên ghi số điện thoại của mình. Và mình khi mình đi á, mình nên mang theo hai cái khẩu trang riêng cho mỗi người là hai cái khẩu trang. Đến khi mà mình sau khi mình test xong á, thì mình sẽ giục cái khẩu trang đó luôn. Và cái khẩu trang riêng đó là mình phải bỏ riêng trong túi, khi mình test xong mình sẽ bỏ cái khẩu trang đó, mình không có xài lại. Và mình nên mang theo cái chai sát khuẩn mini nhỏ, sát khuẩn mini. Có nghĩa là sau khi mình test xong là mình sẽ xịt khuẩn liền, xịt khuẩn luôn cái khẩu trang. Là mình lỡ mình ngồi trên ghế á, mình có dịnh tay lên mấy cái thành ghế á, thì mình nên xong mình xịt luôn. Tại vì cái thành tại vì người ta đã mới ngồi cái ghế đó rồi. Mình nên có là một trước tiên mình nhắc lại là một cái 5 cái bút riêng cho gia đình mình nè, hoặc là 2 cái bút cũng được cho gia đình mình xài. Và mỗi người phải có khẩu trang riêng, sau khi test xong là bỏ khẩu trang đó luôn. Thì mình sẽ xài cái khẩu trang mình chuẩn bị sẵn và mang theo một chai sát khuẩn để mà mình xịt lên cái khẩu trang mình chuẩn bị xài, xịt lên tay chân, mình có lỡ chạm lên ghế mình cũng xịt lên ghế luôn. Và yêu cầu là mình mang theo một bịch khăn giấy nữa, thêm cái cuối cùng bịch khăn giấy xong, để khi mà người ta có thọt cái cây vô lỗ mũi mình, nó thọt sâu quá mình có lỡ bị nhảy mũi một cái thì mình đừng có lấy tay mình chùi vậy nè, mình đừng có lấy tay mình chùi mà mình hãy lấy cái khăn mình chùi liền, chứ đừng có lấy tay mình chùi nha, nó rất là nguy hiểm luôn. Rồi mình sẽ nhắc lại luôn. Và ví dụ như nếu mà các bạn cẩn thận hơn một chút nữa thì sau khi test nhanh về mình nên chuẩn bị một cái vali đồ đạc. Tại vì nếu có kết quả là mình đi liền chứ người ta sẽ không có cho mình thời gian nhiều đâu. Rồi mình sẽ tiếp theo đến thông tin cuối cùng mà cho sáng ngày hôm nay là Bến Tre sáng nay ghi nhận thêm 14 ca mắc, nâng tổng số ca mắc tại tỉnh Bến Tre tính đến sáng ngày hôm nay là ngày 17 tháng 7 là 164 ca trên toàn tỉnh.
thì số trường hợp dương tính ghi nhận bao ở xã Phú Lễ là 1 ca, ở Tân Xuân là 5 ca, ở An Hòa Tây là 3 ca, An Nghĩa Trung là 1 ca, An Thủy là 2 ca. Thì dòng trơm có 2 ca tại xã Bình Thành. Các trường hợp này là đang được điều tra truy vết. Trong đó tại xã An Ngãi Trung có tiếp xúc F0 tại chợ Ngã Năm, thành phố Bến Tre. Các ca tại An Thủy, Bình Thành là F1 dương tính. Còn các trường hợp còn lại thuộc diện F1 tiếp xúc với F0 lây nhiễm thứ hai có yếu tố từ chợ Đầu Mối Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Tính từ ngày 11 đến ngày 16 là test nhanh kiểm soát ở người ở ngoài tỉnh về địa phương là có 5.808 trường hợp âm tính, ghi nhận test nhanh là 26 trường hợp. Trong ngày 16 tháng 7 là toàn tỉnh có 2.244 trường hợp người ngoài tỉnh về đến tỉnh. Trạng thái phòng chống dịch của ban chỉ đạo Covid-19 nâng lên cấp độ 4, ngành y tế công an tỉnh đang hỗ trợ huyện Ba Tri, Bình Đại thực hiện công tác khoanh vùng dập dịch. Rồi ok, mình sẽ kết thúc chương trình tin buổi sáng của Covid Bến Tre ngày hôm nay. Mình rất cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình và luôn luôn nhắc nhở mình những gì mình thiếu sót. Thì mình cũng xin nhắc lại, thì nếu mà bạn nào mà chưa đăng ký mà cảm thấy thông tin của mình bổ ích thì bấm cho mình xin có đăng ký nha. Thì mình sẽ truyền đạt thông tin cho các bạn nhanh hơn. Chào tạm biệt các bạn.